lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát như điều bát nhã ba la mật đa này đã dạy mà an trụ thì nên biết Đại Bồ Tát ấy chẳng bị thối truyền, thường được chư Phật hộ niệm thành tựu phương tiện thiện xảo tối thắng, đã từng gần gũi cúng dường vô lượng trăm ngàn ức triệu Đức Phật, ở chỗ các Đức Phật đã gieo trồng vô lượng thiện căn thủ thắng, thì nên biết Đại Bồ Tát ấy đã được vô lượng chân thiện tri thức nhiếp thọ, từ lâu đã tu tập bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, từ lâu đã an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi. Pháp không rốt giáo, Pháp không không biên giới, Pháp không tàn mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh, từ lâu đã an trụ chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ từ lâu đã an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, từ lâu đã tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, từ lâu đã tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, từ lâu đã tu tập bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Từ lâu đã tu tập pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Từ lâu đã tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông từ lâu đã tu tập mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Từ lâu đã tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Từ lâu đã tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Từ lâu đã tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng nên biết đại bồ tát ấy trụ ở bậc đồng tử tất cả sở nguyện đều được đầy đủ thường gặp chư phật không hề rời bỏ đối với các thiện căn thường chẳng xa lìa luôn luôn thành thục tất cả hữu tình cũng thường nghiêm tịnh cõi phật từ cõi phật này đến cõi phật kia cung kính cúng dường chư phật thế tôn lắng nghe thọ trì tu hành pháp vô thượng thừa nên biết đại bồ tát ấy đã đắc biện tài vô đoạn vô tận đã đắc pháp Đà La Ni thủ thắng thành tựu sắc thân vi diệu tối thượng đã được chư Phật thọ ký viên mãn tùy theo sự ưa thích vì độ các hữu tình mà thọ sanh các loại thân hình đều được tự tại nên biết đại Bồ Tát ấy biết giành môn sở duyên biết giành môn hành tướng biết giành môn tự biết giành môn phi tự biết dành ngôn, biết dành bất ngôn, biết dành một ngôn ngữ, biết dành hai ngôn ngữ, biết dành nhiều ngôn ngữ, biết dành ngôn ngữ nam, biết dành ngôn ngữ nữ, biết dành ngôn ngữ phi nam nữ. Biết giành ngôn ngữ quá khứ, biết giành ngôn ngữ vị lai, biết giành ngôn ngữ hiện tại, biết giành văn chương, biết giành ý nghĩa, nên biết Đại Bồ Tát ấy. Biết giành sắc, biết giành thọ, biết giành tưởng, biết giành hành, biết giành thức, biết giành uẩn, biết giành giới, biết giành xứ, biết giành duyên khỏi, biết giành các chi duyên khỏi. Biết giành tánh thế gian, biết giành tánh Niết Bàn.